Thưa quý vị, tình trạng xây dựng trái phép vẫn đang diễn ra phức tạp tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài ngôi biệt phủ trị giá hàng trăm tỷ đồng được xây dựng trên đất rừng Hải Vân xôn xao dư luận, thì trong nhiều khu dân cư, nhất là các khu vực được quy hoạch dự án, xây dựng trái phép vẫn diễn ra rầm rộ, phát sinh nhiều hệ lụy trong công tác quản lý đô thị, ghi nhận của phóng viên Thời sự VTC. Đây là khu vực dự án di rời ga Đà Nẵng thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, một điểm nóng của tình trạng xây dựng trái phép nhiều tháng qua. Theo người dân, chỉ cần các lực lượng chức năng lơ là, giám sát, công trình trái phép sẽ ngay lập tức mọc lên như nấm sau mưa. Cơ nới cái đồ thôi, chứ thực tế ra đi kiểm tra họ cũng có sổ đỏ rồi đồ hết rồi. Họ cơ nới cái đồ ra để họ ở chứ bổ gió luôn, mưa lụt lụt lậu đây là vùng lụt. Nên trên ngó trồng chuối, trồng cai, trồng vườn nữa đó là họ vườn họ ra trồng mà canh tác họ làm thôi. Họ làm lên làm trang trại mà không có giấy trang trại thì họ chưa đủ pháp lý thì nhà nước bên quy tắc xử lý là đúng. Hiện tại, ngoài nhu cầu nhà ở thật sự của một số hộ dân trong vùng dự án, thì việc xây dựng nhà trái phép tại khu vực này nhằm mục đích đón bồi thường của dự án. Hình thức xây dựng trái phép tại đây được biến tướng bằng lý do cơi nới nhà cửa, làm móng nhà, xây chuồng trại chăn nuôi hoặc xây dựng công trình phụ. Tại khu vực này thì theo chính quyền của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì đến thời điểm này người ta cũng không thể thống kê là có bao nhiêu công trình xây dựng trái phép. Và chính vì điều này mà dư luận đang đặt ra câu hỏi là vai trò của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ quan chức năng trong việc quản lý việc xây dựng trái phép tại khu vực này như thế nào. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2016, quận Liên Chiểu đã phát hiện và xử lý đến 39 trường hợp, trong đó có 30 trường hợp là xây nhà trái phép. Tuy nhiên, việc xử lý chủ yếu dựa vào lực lượng quy tắc đô thị mà thiếu sự giám sát nên dễ phát sinh bất cập. Trong một cuộc họp mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý. Đó là mỗi nhà trái phép tại Đà Nẵng được chung chi từ 30 đến 50 triệu đồng. Nhưng lực lượng chức năng thì không nghĩ như vậy. Tới thời điểm bây giờ thì tôi khẳng định là cái trường hợp này là không có. Nếu, tôi giả dụ như nếu trường hợp này nó xảy ra thì nó gây ra cái mất bình đẳng ở trong dân. Ví dụ như là trường hợp nào họ có tiền thì làm được, trường hợp nào họ không có tiền thì không làm được, thì cái đó thì nó sẽ gây mất cái bình đẳng trong dân và xáo trộn cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Nhưng mà lâu nay thì tôi không thấy cái cơ sở nào hết và không có cái chứng cứ nào hết và không có một cái nguồn tin nào mà phản ánh anh em cái lực lượng trong đội mà làm cái chuyện đó, làm chuyện tiêu cực đó. Ngoài quận Liên Chiểu, hầu như địa phương nào trên địa bàn Đà Nẵng cũng có nhà xây dựng trái phép đang tồn tại. Địa phương nào có nhiều dự án thì địa phương đó có lượng nhà trái phép càng lớn. Thực tế này đã tồn tại nhiều năm và đang tiếp tục xảy ra. Nhưng chính quyền Đà Nẵng vẫn đang loay hoay, chưa thể giải quyết dứt điểm. Dù ai cũng biết, chính nhà trái phép là nguyên nhân khiến đội vốn giải phóng mặt bằng và khiến các dự án không thể triển khai.